Thưa quý vị, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tận khu dân cư, tổ dân phố. Tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, công an phường đã có sự phối hợp chặt chẽ với hội cựu chiến binh phường, tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mang lại khí thế mới cho ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay. Tình cờ lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, nhìn thấy điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của công an phường Hải Châu 1, nơi mình sinh sống, anh Bảo Toàn, trú tổ 11, đã về lấy ngay một cây kiếm tự chế để giao nộp. Chưa cần phải tuyên truyền nhắc nhở, bản thân anh Toàn cũng tự ý thức được việc không nên cất giữ những vũ khí có tính sát thương cao trong gia đình. Kiếm này là do mấy cái đối tượng mà vị thành niên á, đánh nhau hè phố, nó chạy nó vào trong xóm khu dân cư, nó trốn rồi nó cắt không khí này vào trong đấy, thì tôi đem tôi giấu. Bây giờ tôi biết có cái phong trào vận động mà giao nộp vũ khí của công an phường, thì tôi lấy tôi nộp để cho nó dứt điểm cái không khí, nó cũng không nên để ở trong cái khu vực mà sinh hoạt của gia đình. Một đầu đạn pháo 105mm và hàng chục viên đạn là một số vũ khí được Hội Cựu chiến binh phường Hải Châu 1 tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân giao nộp. Chỉ trong một buổi sáng, hàng chục người dân đã tự nguyện mang theo kiếm, dao tự chế đến giao nộp, hân hoan như một ngày hội. Nó có hai dạng, thứ nhất là cái vũ khí thô sơ thì mình vận động nhân dân là chủ yếu, còn những kỷ vật về chiến tranh chẳng hạn như là đạn, lựu đạn, rồi là những cái vật nguy hiểm liên quan đến chất nổ thì người ta lưu là cái lưu vật trong chiến tranh, chẳng hạn đạn AK hoặc là một số các cái chất liệu nổ thì người ta giữ lại, chúng tôi vận động trong hội viên. Thế còn đây là có một cái nguồn nữa là phát hiện ở trong cái chỗ mà cái vật liệu về phế liệu thì có những cái đạn, chẳng như hôm nay có một viên đạn 105, thế thì chúng tôi cũng vận động người ta giao nộp để là đảm bảo được an toàn. Chỉ trong một buổi sáng, công an phường Hải Châu 1 đã thu nhận được số lượng công cụ hỗ trợ gồm 4 gậy điện, 1 kìm điện, 1 gậy ba thắt, số lượng vũ khí thô sơ gồm 6 kiếm tự chế, 1 côn nhị khúc, số lượng vũ khí quân dụng, 2 hộp đạn AK và 110 viên đạn AK, 1 đầu pháo 105mm. Sự phối hợp thường xuyên với Hội Cựu chiến binh phường đã đem lại những kết quả tích cực. Tiếp tục duy trì công tác vận động tuyên truyền này, thì trong kế hoạch phối hợp cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể. Cục chiến binh là sẽ chủ công chủ trì trong việc mà vận động giao tuyên truyền giao nộp thu hồi những cái vũ khí quân dụng mà thời kỳ các cô các bác các chú trong thời kỳ chiến đấu để lại làm kỷ niệm. Còn công an phường sẽ phối hợp với lực lượng cơ sở tuyên truyền vận động giao nộp các cái loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như pháo. Bên cạnh sự hưởng ứng của nhân dân, thì sự tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ vẫn được xem là yếu tố then chốt, góp phần hạn chế xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.